Hai, xin chào các bạn. Mình đang bị nhưng quan trọng đó là mình mới mua con Pixel 4XL giá 8 triệu rưỡi anh em ạ. Hôm nay mình sẽ chia sẻ nhanh các bạn về cái chuyện điện thoại chỉ 8 triệu rưỡi này, quá bèo luôn. Hằng đang quản lý rất nhiều máy đây. Các bạn thấy đây là Mi 10 này, S20 Ultra nhá. Và mình có file X2, file X2 Pro của Oppo nhưng mà không có ở đây. Đây là Pixel 4XL 8 triệu rưỡi Hằng ơi, 8 triệu rưỡi. Hợp lý không? Không. Tự nhiên là em không biết con gì đúng không? Ok, 8 triệu rưỡi thế là hợp lý rồi. Ok, và bây giờ mình sẽ trên tay chiếc Pixel 4XL sau một vài ngày sử dụng kia là Vân sinh năm 98 nhá. Đang còn ngon lắm mà chưa có người yêu. Rồi, quay trở lại với chiếc điện thoại này. Thứ nhất là mình chia sẻ các bạn là mình đã phải đi dán một miếng cường lực. Tại vì là Pixel 3XL mình bị vỡ màn hình, các bạn có nhớ không ạ? Còn Pixel 3XL của mình bị vỡ màn hình. Đấy, thì lần này mình sợ quá phải đi dán. Nhưng mà cái miếng dán con này là khỏe làm cho nó bị hở bong bóng. Bởi vì nó có cong mà, thành ra là các cái viền nó sẽ không khít hết. Đến nói về chất lượng hiển thị thì con này thực sự ngon, rất tuyệt vời, không gì phải chê. Flagship mà. Nếu các bạn có thể chê thì chỉ có thể chê là cái viền của nó dày. Là một chiếc điện thoại hiếm hoi mà trong thời gian gần đây mình dùng á, thì sẽ không có giọt nước, không có kiểu đục lỗ, không gì hết. Bởi vậy nên khi trải nghiệm chiếc điện thoại này làm cho mình cũng cảm giác khá là thú vị. Như các bạn thì nhìn thấy đây, các giao diện, ứng dụng rồi mọi thứ của mình ấy, nó sẽ được tràn ra. Đấy, mỗi tội quay khó chịu các bạn nhỉ. Kiểu chán thì rô xong cái miếng dán cường lực nhìn chán đời vãi. Bây giờ sẽ quay sang mặt lưng thì phiên bản mình đang có đây là phiên bản màu đen. Mặt lưng này thì bằng kính bám rất nhiều mồ hôi dấu vân tay, nhưng các bạn thấy hiện tại thì không. Đấy, nguyên nhân là mình đã đi dán một miếng dán M250.000. Vãi cả hút máu á. 250.000. Mình rất muốn đứng dậy chửi nhưng rất đáng tiếc là đã lỡ dán rồi. Mà cái con bé phục vụ đấy lại còn xinh chứ cày vãi rồi. Nó mà như thằng Tuấn Anh thì chắc quá. Cái định mình chửi cho cái loại dán của mỗi cái miếng trong PPF mà đòi 250.000. Và nó hỏi mình là anh muốn dán cái loại bám vân tay hay không bám. Mình bảo là anh chỉ muốn bám lấy em thôi. Bây giờ mình sẽ quay trở lại với những cái điều mình thích ở trên con này. Đầu tiên ấy, là mình thích ở chỗ là nó có mở khóa gương mặt cực kỳ nhanh. Nhìn đi, sợ, quá nhanh luôn. Và thậm chí không cần cái thao tác là phải vuốt mở khóa nữa. Nên thành ra là nó nhanh một cách khủng khiếp. Và đây cũng là mở khóa nhận gương mặt 3D giống như của iPhone. Và đây là chiếc điện thoại hiếm hoi còn lại đang theo cái trào lưu này. Còn lại thì Xiaomi và rất nhiều hãng đã bỏ qua cái trào lưu này rồi. Có một cái mình đã ghi chú ở đây, như camera nó phải xử lý HDR cộng mà ngay thông báo động thái đôi khi bị lag cho các bạn hiểu. Ví dụ như là mình chụp tấm ảnh pập đó, thì bây giờ các bạn thấy không, thấy nó báo động thái có một cái thông báo là đang xử lý HDR cộng má, và máy cứ rung lên và thời gian xử lý của nó không hề nhanh đấy. Và thử lại các bạn một tấm nữa chụp kiên này đấy, máy sẽ rung lên một cái và báo lại đang xử lý. Điều này cho mình cảm thấy khá khó chịu, và đang sử dụng một chiếc flagship mà như thế này là mình cảm giác nó chậm chạp. Như kiểu đang dùng vi xử lý 730G ấy các bạn. Khá là bực mình. Chung là bực mình cái điều thứ nhất là không hài lòng như vậy. Thứ hai là con này quay video tự nhiên là đen thui nhưng mà vẫn có audio để cho các bạn xem. Thì mình đã có quay một đoạn video ngắn đây, nhưng lại không có hình ảnh nhưng vẫn có âm thanh cho bạn nghe nhé. Vân ơi, em đừng khóc nữa, hãy tâm sự với anh đi. Buồn thì tối sang nhà đảm bảo hết. Chết rồi, cái này sợ lên video rồi. Nhưng các bạn thấy không, quay video á thì có audio nhưng không có hình ảnh, khá là dị luôn. Còn đây là cái đoạn đó nếu được quay ấy, thì Vân phải đăng như thế này này. Còn Vân bây giờ thì như thế này, trên hình hay là ngoài đời ngon hơn, các bạn hãy comment cho mình biết nha. Cho mình thì ngoài đời ngon hơn rồi. Ok, đấy là một cái lỗi vặt nữa tiếp tục gặp. Như vậy là đã hai vấn đề. Cái nữa là cái chiếc điện thoại của chúng ta thì có bị vô hiệu hóa một chức năng gọi là màn hình nhận diện thông báo. Để mình tìm lại. Đây rồi, thêm mình lại tìm thấy là cái motion sense phát hiện chuyển động xung quanh điện thoại. Thì cái chức năng này ghi là chưa hoạt động ở quốc gia này, thì Việt Nam cũng không tận dụng hết sức mạnh của Pixel 4XL được. Rồi, nó có khả năng bóp. Khi mình bóp thì nó sẽ ra được cái Google để mà chúng ta có thể trợ lý nói mở kênh mở kênh YouTube Vật Vờ Studio. Đang mở quay tiếp. Đậu xanh này. Mở YouTube Vật Vờ Studio. Tôi đang bật và Siro trên YouTube. Và Siro a nhà mày. Mở Vật Vờ Studio. Sau đây là kết quả từ YouTube. Đấy,
nó phải như thế này cơ mà. Đấy thì các bạn thể nhìn thấy về cơ bản là như thế này. Và bên cạnh đấy nữa thì chiếc điện thoại của chúng ta có một cái loa cực kỳ to, nhấn mạnh là rất to. Và mình cho các bạn nghe thử nhạc từ chiếc điện thoại này là các bạn sẽ hình dung ra ngay. Tôi đang có mặt ở nhà nạn nhân mới nhất trong số vụ án bắt cóc hàng loạt gây hoang mang dư luận những ngày vừa qua. Hành vi của nhóm đã cho là khủng bố này hết sức tinh vi, bắt cóc nhiều gia đình, bắt cóc hành quái gì. Một loa bên trên, một loa bên dưới. Đấy, nói chung là loa con này rất đã. Và nó có một tính năng nữa là có thể đọc chuyển cái câu đang nói thành text, như kiểu là một cái dạng Việt sắp. Cho các bạn xem, khi bạn bấm một cái nút mà CC ấy, cục cứt ở trên màn hình ấy, thì nó sẽ ra được tính năng này ấy. Mình sẽ mở nhạc BTS xem nó có đọc được không. Bản quyền chích quạt à, được. Đấy, nó sẽ hiện ra kiểu text như này. Đấy, nhạc trực tiếp này. Nó sẽ ra những cái text để mà có thể. Nhưng mà thôi, mình sợ bị dính bản quyền lắm. Và cái nữa là chiếc điện thoại này vô cùng gọn và rất là nhẹ, cảm giác cầm nắm trên tay rất sướng và cực kỳ là tuyệt vời. Bạn thấy đây chính là cái điểm cộng. Của chiếc smartphone này, nhưng đồng thời là con này pin cũng khá là yếu, không được quá ngon. Thế nhưng mà cái chính mà tại sao mình mua con này với giá 8,5 triệu, tại vì con này là nó không dùng được SIM, nó là bản lốc. Không dùng được SIM Việt Nam, vẫn có khai SIM bình thường nhưng chỉ có thể sử dụng được Wi-Fi mà thôi. Cái lý do chính là tại vì camera con này rất xuất sắc. Chúng ta xem qua một vài tấm hình chụp từ máy. Đây là những tấm hình bọn mình đã chụp được và mình còn so với cả iPhone, so cả Samsung. Thì thứ nhất là độ chi tiết con này kinh khủng khiếp. Bạn thấy khi chụp tấm này, zoom lên có thể thấy rõ từng cái sợi tóc và lỗ chân lông. Cái điểm yếu gương mặt, các bạn cảm giác đây mà chụp cái mặt mình thì nó rỗ hơn cái giá. Trên điện thoại này thì soi ra từng cái điểm rỗ được, rất là khủng khiếp luôn. Chuyên dùng xóa phông chụp rất đẹp, ấn tượng với gương mặt, màu da, tái tạo mọi thứ lại một cách ngon lành cành đào. Không có gì phải chê trên điện thoại này. Đây cũng là những cái tấm khác mà mình chụp ở trong nhà. Các bạn thấy là khả năng khử nhiễu cực kỳ tốt. Tốc độ chụp thì lại không quá nhanh như những chiếc flagship kia như mình đã nói. Nó phải có một bước xử lý HDR. Nhưng chất lượng đem lại là rất ấn tượng. Nói chung camera con này thì mình đang đánh giá là hoàn toàn là có thể là điểm 10 ở chế độ chụp hình, là ăn đứt cả các con iPhone 11 Pro hay là chiếc S20 Ultra mình đang dùng. Còn phần quay phim thì mình sẽ thử nghiệm sau. Như vậy là qua video lần này thì mình đã chia sẻ về chiếc Pixel 4XL. Khoảng vài ngày mình sử dụng thì giá 8,5 triệu mình mua, không sử dụng SIM, chỉ có Wi-Fi. Máy đem lại cái màn hình rất xuất sắc, thiết kế cực kỳ mỏng gọn nhẹ, hiệu năng tốt, nhanh mượt vãi tè luôn. Hiện tại thì trong top những cái chiếc điện thoại nhanh nhất thì mình đánh giá iPhone 11 Pro, Pixel và OnePlus là đem lại trải nghiệm nhanh nhất và mượt mà nhất cho mình. Đó. Anh em nghĩ sao? 8,5 triệu ok chứ? Và mình sẽ sớm có bài chia sẻ kỹ hơn cho mọi người. Còn đây chỉ là chia sẻ nhanh. Hẹn lại các bạn các video lần sau. Mỗi tội con này không có cái camera gọi là ultra wide, thì ra nó vẫn là một cái điểm trừ. Và nói chung là zoom của nó thì vẫn thua. Nếu không các bạn sẽ zoom được những cái shot như thế này. Đây là quay bằng 11 Pro đấy.